Phòng khám yêu của Truyền Công An thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Ba em bị tai biến, dạo này bị lần hai thì có thuốc gì để uống không? Thế thì với những người bị tai biến thì cái quan trọng nhất cần phải kiểm tra xem có bị sỏi sạn hoặc nang thận hay không. Vì những người bị sỏi sạn hoặc nang thận thì rất dễ bị cao huyết áp, hoặc là những người bị cao huyết áp thì kiểm tra ngược lại rất dễ bị sỏi sạn hoặc nang thận. Lý do thận chủ cốt, thận chủ thủy, thận chủ về điều khí. Cho nên khi mà thận nó rối loạn cái chức năng của thận, hoặc là thận có sỏi sạn hoặc nang, hoặc là mất cân bằng gì ở thận thì rất dễ có những cái tình trạng tai biến, huyết áp cao lên và gây tai biến. Hai nữa là kiểm tra công thức máu. Nói chung là phải kiểm tra kỹ cận lâm sàng xem công thức máu như thế nào. Xem có gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, và có đặc biệt là cái HbA1c, kiểm tra cho nó kỹ xem có vấn đề gì không. Đấy, những cái chỉ số đấy là rất là quan trọng. Và nó rất là khó với người tai biến là gì? Trên 90% những người tai biến ấy, thì người ta có thể là đi lại vận động kém, nhưng mà ăn lại rất khiếp. Ăn rất kinh khủng. Ăn như kiểu ăn ma làm ấy, rất là mệt. Người ta ăn, có thể có những người ăn cá con gà được, ăn ngon lắm. Cho nên ăn thì nhiều mà vận động thì ít, cho nên là luôn luôn có tình trạng là cái mỡ máu có vấn đề. Thì nó cũng lại là những người mà tai biến lần 1, tai biến lần 2 thường nó lại nặng hơn thêm chút nữa đó. Và nếu mà kiểm tra những cái vấn đề đấy nó có ấy, thì đầu tiên cần phải gì? Giảm tiết đầu vào là gì? Ăn càng đạm bạc càng tốt. Cái này nó nghe có vẻ như nhiều người bảo là bất hiếu vì là không cho bố mẹ ăn, nhưng mà nếu mà cứ ăn vào thì phải càng rất là nguy hiểm. Đấy, bởi vì bị tâm lão nó rối loạn. Cái thứ hai là gì ạ? Là phải kiểm tra nếu mà có sỏi sạn nang thận thì phải điều trị trước. Đấy. Còn bài thuốc thì có bài thuốc nào điều trị không thì có bài thuốc, tuy nhiên là phải kiểm tra biết được nguyên nhân từ đâu. Đó. Ví dụ như là bị mỡ gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ thì uống nhiều nước, giảm thịt thì có những cái bài như tiêu dao tám, da giảm thang, có thể liên hệ phòng khám để lấy thuốc. Hoặc nếu có sỏi sạn hoặc nang thận thì điều trị những cái bài như thạch mộc, nên cũng liên hệ phòng khám thì có cái bài đặc trị về sỏi sạn hoặc nang thận, hỗ trợ điều trị cả sỏi mật luôn. Đấy. Hoặc là những cái bài thuốc nhẹ nhàng như cây thuốc nam, ví dụ như là một là khổ qua, hay là cái quả cây mướp đắng này. Hai nữa là lá xạ đen khoảng 10-20 gram sắc uống thay nước hàng ngày thì hỗ trợ giải uất khí ở cái gan ra, thì cũng một phần nào hỗ trợ những cái bệnh nhân tai biến. Và muốn nhanh thì liên hệ trực tiếp với phòng khám. Xin chào.